Hello everyone, welcome to my channel 1995 again. Today I will read a song this month, Cry Penguin, about a new song because now I hope so. Every family and everybody can sail with your parents, your child, your girlfriend, your boyfriend, just stay at home. And you will happiness, happy, and you can do something, read the book, do exercise, watching music, also dinner, watch TV, like that. Now, we start a new song, Dimas of Virus COVID-19. Wow, Paris, wow. Hello, my friends from afar, over the sea we bring them all. There's many pistol, right? About virus COVID-19. Everywhere in the world. Putin, Donald Trump. Many high metro. It's beautiful. Beauty doctor. Good doctor. Africa.
So sorry. Now, maybe I need to reason with my language because I cannot speak every word, and this is good for me, okay? Then I work again. Ok, mình sẽ vừa nghe và phân tích lại để là video về trái đất. Hình ảnh về tinh khắp nơi trên bề mặt trái đất đều là những ngôi nhà, tòa nhà, ánh sáng của những điện tháp Paris. Wow, this must we are one. Anh ấy không thể ra ngoài được mà phản ở nhà, tại vì bây giờ thì anh là rất là nguy hiểm. Nếu anh ấy đi ra ngoài, để anh ấy đi ra ngoài rất là nguy hiểm, anh ấy buộc phải ở nhà. Nhưng điều đấy không làm nãy. Wow, những cảnh tượng, những người, những chiến sĩ của chúng ta đang đi phun để phòng nhận dịch, và những hóa chất, những hình ảnh của những đôi của trời Covid, những hành động xoay quanh diễn biến phức tạp của một bên, những trung tâm xét nghiệm giả chiến, những dương bệnh chăm sóc tận nơi. Wow, thật là tuyệt vời. Đây là biểu tượng của một quốc gia, những gương mặt bác sĩ tận tâm. Wow, những hòa bình. Wow, những người nhân cơn nguy kịch, những gương mặt đã nhìn trợ, đã nhìn vàng hy vọng điều đó. Tất cả mọi nơi, mọi quốc gia để hướng về công tác chuẩn bị để phòng chống dịch. Hôm sau thì qua khỏi, để tất cả chúng ta để trở lại với cuộc sống bình thường. Tất cả mọi người đều mong một điều đó, không phải riêng mình và tất cả mọi người. Và những cuộc đàm phán, những cuộc gặp gỡ, tất cả nằm ngăn chặn dịch bệnh lan ra toàn cầu. Wow, chúng ta đi mãi hoa vào và những video thật sự ý nghĩa. Wow, cao thẳng như mông cổ và những đai ngừa tận đài vang cho chúng ta biết về chúng ta cần phải bảo vệ thiên nhiên, vì thiên nhiên là thứ đem lại cho sự sống, đem lại cho chúng ta sự bình yên, thực phẩm và tất cả mọi thứ. Wow, và những đôi bác sĩ mặc áo trắng như những vị anh hùng, không phải là Iron Man, không phải là Thor, cũng không phải là người màu xanh, mà là những vị bác sĩ mặc đồ màu trắng đã cứu cho thế giới yên bình trở lại. Mọi người có thể an tâm. Hình ảnh một cụ già. Wow, hình ảnh một người xuất viện, hình ảnh những người đang thể hiện công tác để chặn lấy là dịch bệnh. Những ngôi logo vàng, màu xanh, tất cả mình chỉ có thể nói là tuyệt vời mà thôi. Wow, cái đi mặc hoa vào rồi. Tất cả thật là tuyệt vời. It's so nice, right? Wow, hình ảnh những người được đưa đi, những phóng sư, dạy học trực tuyến, tất cả những giải pháp đưa ra đều để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Nếu đã trúng lòng thì chúng ta có hoàn toàn có thể vượt qua được dịch bệnh. Và những ánh mắt của những bác sĩ, những thiên thần, những đoàn làm thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và những người có thể tìm như Dimas là một người động lực cho chính mình và cho tất cả mọi người cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Robot chơi một ngày sẽ trở lại
sống nhất của mọi người mà thôi. Chúng ta sẽ lại phải nhìn nụ cười hồn nhiên và tuyệt đẹp những đứa trẻ trở lại trên môi. We are one. We just to fight. We need to stay home and do everything before we cannot do because we don't have time, right? Now we have a lot of time. We can think about us and stay at home. So stay at home. Because in the outside, many, many armies, doctors, and company work a lot because, again, virus COVID-19. That's why we can only stay home and press for everybody in the world. Every family can healthy, safe, and happiness. If you like video, please like, also subscribe, and share for everybody can watch this video of Dimas and of me. And we are one.